Đau bụng quá. Đây là cơm trưa của cô hiệu trưởng, có bạn nào giúp cô đem phần cơm trưa này tới phòng hiệu trưởng không? Cô, để em đi cho. Được, vất vả cho em, phải đi một chuyến rồi. Vất vả một chút cũng không sao đâu cô. Em là người biết tôn sư trọng đạo mà, chứ đâu có giống như ai kia, suốt ngày chỉ biết ngủ. Về em đi đi. Dạ. Phải đi vệ sinh trước mới được, chỉ còn một phòng duy nhất. Nhóc thúi, tránh ra, tao vô trước. Tôi tới đây trước mà. Xe ra. Bé, hộp này của em hả? Mặc kệ, đau bụng quá rồi. Đưa em. Thoải mái quá. Nhóc thúi kìa, chuyện hôm nay không được nói ra cho người thứ ba biết nghe chưa? Mà mày cầm cái hộp của tao làm gì vậy? Hộp này của chị hả? À, đưa đây. Hiệu trưởng, đây là cơm của cô. Cảm ơn em nha. Em đi đâu? Sao giờ này mới tới vậy? Đâu? Em đâu có đi đâu đâu. Cơm cà ri hôm nay nhìn ngon quá. Cô mau ăn đi cho nóng. Ủa, em đặt cơm sườn cho cô mà, chứ có đặt cơm cà ri đâu. Cô có nhầm không đó? Bên trong còn có nước cà ri màu vàng tươi nữa nè. Để em xem. Mắt mặt chết đi được.